Chiều nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tổ chức tặng quà cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Yên Nhân và Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, đang thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19. 1.150 suất quà, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng đã được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh trao cho hai địa phương. Đoàn đã chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, động viên mọi người yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian cách ly, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm để cùng với địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.